Tôi xin đưa ra một cái ca lâm sàng tương tự như vậy. Có một bệnh nhân nữ 24 tuổi. Bệnh nhân thì đã được có một khối u ở đầu dưới xương đùi. Sau khi sinh thiết thì giải phẫu bệnh có kết quả là osteosarcoma. Bệnh nhân này được điều trị hóa chất trước mổ 2 chu kỳ. Sau đó thì bệnh nhân được đánh giá bi lăng lại và được chỉ định thay khớp gối. Sau khi chụp xạ hình xương thì lại có một cái tổn thương nghi ngờ di căn ở chỏm xương đùi. Trên phim cộng hưởng từ cũng phát hiện ra cái tổn thương này. Do vậy hội chẩn là chúng tôi đã đưa ra một cái phương án là thay toàn bộ cái xương đùi. Đây là một hình ảnh trong quá trình mổ thay cái xương đùi bằng một cái xương kim loại bằng titan. Hình ảnh sau khi đã thay xong và hình ảnh sau khi đã thay xong u xương, bệnh nhân sau mổ 5 ngày đi lại được bằng nạng. Các bệnh này thì đã được bầu chọn là một trong 6 dấu ấn mang tầm quốc tế của y học Việt Nam trong năm 2020. Và được báo cáo ở một số hội nghị quốc tế. Bệnh nhân thì sau khi mà điều trị ra viện thì đã tích cực tham gia nhiều các hoạt động xã hội. Và bệnh nhân đã tốt nghiệp đại học. Hiện tại thì sau 4 năm điều trị, bệnh nhân vẫn đang sống khỏe mạnh và chưa có dấu hiệu tái phát hay di căn gì.